Top 9 anh hùng nhỏ tuổi hy sinh tính mạng vì đất nước. Thứ nhất là Nguyễn Bá Ngọc. Anh hùng Nguyễn Bá Ngọc sinh năm 1952 là người anh hùng nhỏ tuổi ở Thanh Hóa. Năm 1964, khi giặc Mỹ tấn công và thả bom ném phá các trường học, bệnh viện, Nguyễn Bá Ngọc và bạn bè mình phải ẩn nấp ở dưới hầm. Bên nhà hàng xóm trúng bom, Nguyễn Bá Ngọc đã dũng cảm bò sang nhà bạn để cứu giúp và bế lấy em nhỏ sang chỗ an toàn. Vẫn nghe thấy tiếng khóc, Nguyễn Bá Ngọc tiếp tục lên hầm chạy sang cứu thêm một em nhỏ nữa. Lúc xuống hầm an toàn nhưng có mảnh bom đã bắn vào lưng anh. Vết thương quá nặng đã lấy đi tính mạng của người anh hùng nhỏ tuổi Nguyễn Bá Ngọc. Anh hy sinh khi mới 13 tuổi. Thứ hai là Vừa A Dính. Anh hùng Vừa A Dính sinh năm 1934 là người Mông sinh ra tại Lai Châu. Cha mẹ của anh và những người khác trong nhà đều hy sinh bởi nòng súng của quân Pháp. Từ nhỏ, Vừa A Dính đã thông minh, gan dạ, luôn xung phong lên đường làm liên lạc giúp cho bộ đội. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, vô tình rơi vào cạm bẫy của giặc. Dù bị tra tấn dã man nhưng Vừa A Dính kiên quyết nói, không biết. Cuối cùng, quân Pháp không lấy được thông tin gì nên đã bắt anh chết và treo lên cây. Anh hùng Vừa A Dính lúc này mới chỉ tròn 15 tuổi. Thứ ba là Kim Đồng. Anh hùng Kim Đồng sinh năm 1929, tên thật là Nông Văn Dền, là người dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Kim Đồng là một liên lạc viên đáng tin cậy của bộ đội. Anh thường làm công tác vận chuyển thư từ bí mật, truyền tin cho các căn cứ. Trong một lần đưa tin, Kim Đồng phát hiện có một toán quân địch phục kích ở nơi có bộ đội quân ta. Anh nhanh trí dụ quân địch nổ súng về phía mình để cho quân ta có cơ hội rời đi. Ngày hôm ấy ở bên bờ suối Lenin, Kim Đồng bị trúng đạn và hy sinh khi vừa tròn 14 tuổi. Thứ tư là Lý Văn Mưu. Anh hùng Lý Văn Mưu sinh năm 1934 là một người dân tộc Tày sinh ra tại Cao Bằng. Trong trận Đông Khê lần thứ nhất năm 1950, đơn vị của Lý Văn Mưu là đội tiên phong xông lên đánh vào các toán quân giặc. Nhiều đồng đội đã hy sinh, Lý Văn Mưu bị bắn vào tay, bị bắn vào chân và ngực, máu chảy đầm đìa. Song anh vẫn kiên trì trườn lên kích nổ những quả mìn để tiêu diệt ổ giặc cuối cùng ở Đông Khê. Anh đã ra đi vì đất nước lúc 16 tuổi. Thứ năm là Dương Văn Mạnh. Anh hùng Dương Văn Mạnh sinh năm 1930, sinh ra ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh tham gia làm liên lạc bí mật cho bộ đội từ căn cứ Sài Gòn về Bà Rịa. Trong một lần liên lạc trở về, Dương Văn Mạnh rơi vào tay của quân Pháp. Bọn chúng tra hỏi và đánh đập anh một cách dã man nhưng anh vẫn không nói một lời nào. Cuối cùng, bất lực với sự gan lì của anh, quân Pháp đem anh ra bắn để thụ uy với quân dân ta. Trước khi chết, Dương Văn Mạnh đã dõng dạc hô: "Bọn giặc Pháp là quân xâm lược, lũ cướp nước." Anh hy sinh vì Tổ quốc khi mới 14 tuổi. Thứ sáu, Lê Văn Tám. Anh hùng Lê Văn Tám là một cậu bé bán hàng rong vô danh. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Lê Văn Tám đã cảm thấy ghê rợn trước những hành động đàn áp dã man của quân Pháp. Lê Văn Tám đã dũng cảm mang dầu xăng và kho đạn lớn của quân địch và châm ngòi đốt. Không may bị lửa bén vào người, Lê Văn Tám đã cháy cùng kho đạn dược quan trọng của giặc. Do thân thể bị cháy hết không nhận dạng được nên mọi người lấy tên Lê Văn Tám để truy phong anh hùng cho anh. Số 7 là Dương Văn Nội. Anh hùng Dương Văn Nội sinh năm 1932, sinh ra ở Hà Nam. Từ nhỏ đã chứng kiến nhân dân ta bị thực dân Pháp đánh đập đàn áp dã man. Lớn lên, Dương Văn Nội tham gia nhận nhiệm vụ liên lạc bí mật cho đại đội tự vệ Thăng Long. Trong một lần bị quân Pháp vây đánh, Dương Văn Nội và đồng đội đã dũng cảm cầm súng giết địch đến hơi thở cuối cùng. Anh hy sinh khi chỉ mới 15 tuổi và là người đầu tiên được trao tặng huân chương quân công hạng 3. Thứ 8 là Võ Thị Sáu. Anh hùng Võ Thị Sáu sinh năm 1933 là một nữ du kích ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Khi mới 14 tuổi, Võ Thị Sáu đã dùng lựu đạn tiêu diệt lính Pháp và trở thành người tiếp tế cho chiến khu, đồng thời do thám tình hình của quân địch để truyền tin về cho bộ đội ta. Võ Thị Sáu rơi vào tay quân Pháp trong một lần thực hiện nhiệm vụ ở quê hương đất đỏ. Cô bị chúng tra khảo gay gắt và bị tòa phán tội tử hình khi chưa tròn 18 tuổi. Bản án của Võ Thị Sáu đã gây chấn động không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước Pháp. Đến khi đủ 18 tuổi, cô bị bí mật tử hình ở Côn Đảo khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Số 9 là Lý Tự Trọng. Anh hùng Lý Tự Trọng sinh năm 1914, sinh ra ở Hà Tĩnh. Từ nhỏ đã học rất giỏi và thông minh. Anh được đưa sang học tập ở Trung Quốc. Sau đó anh về nước và trở thành liên lạc viên cho xứ ủy Nam Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý Tự Trọng là người dũng cảm bắn chết tên thanh tra mật thám Pháp trong buổi meeting vào ngày 9 tháng 2 năm 1931. Anh bị quân Pháp bắt giữ và dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, tra khảo, nhưng không nhận được bất cứ thông tin gì từ anh. Cuối cùng chúng phán anh tử hình. Lúc này Lý Tự Trọng chỉ mới 17 tuổi.